Ui, ở cái ruộng này lại có một con gì to trên này này các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, các bạn có biết đây là con gì không? Ui, một bạn ếch này các bạn ơi. Đẹp thế các bạn ạ. Ui, nó nằm đây nó phơi nắng này các bạn ơi. Nhà mình có một bạn dê rất là đáng yêu luôn này các bạn ạ. Ui, nhảy múa luôn các bạn ơi. Hay chưa này? Wow. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi chăn dê nhá các bạn nhá. Đi đi đi. Mình cho con dê thì mình đi ăn cỏ đây các bạn ạ. Wow, đi thôi nào. Đây đây đây, con dê đi theo mình rồi này các bạn ơi. Ui. Các bạn ơi, hình như mình nghe đấy. Con gì kêu các bạn ạ? Ồ, đây đây đây. Ui các bạn ơi. Wow, bạn dê ơi, đây 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 đây. Mình phát hiện ra. Ui. Các bạn ơi, mình phát hiện ra ở đây có một bạn gà con này. Đáng yêu chưa này các bạn ơi. Uầy, bạn dê ơi, mình có một chú gà con đây này. Wow, đây này các bạn ơi. Hôm nay mình đi chăn dê, mình bắt được một con gà con ở đây này các bạn. Ui, đáng yêu thế các bạn ơi. Wow, ui, mình, bạn dê của mình đi đâu ấy. Wow, lôi rất khỏe các bạn ơi. Mình kéo con dê này lại nhé các bạn nhé. Mình đi chăn dê, mình nhận một con gà các bạn ạ. Cái ruộng này rất nhiều các con vật đấy các bạn ơi. Đây, mình đi chăn dê mình bắt được một bạn gà các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào cái thau này của mình. Wow, bây giờ mình sẽ đi tìm xem. Ui, các bạn ơi, mình lại phát hiện ra. Ở trên ruộng này có một con cua màu xanh nữa này các bạn ạ. Wow, một bạn cua màu xanh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ui, mình sẽ bắt mình cho vào cái thau này của mình. Ui, bạn gà lại lên rồi, nhảy ra này các bạn ơi. Wow, hóa ra bạn gà bạn nó nhảy ra, bạn lại đi tìm cua với mình thế này các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ cho con gà này đậu trên tay của mình nhá các bạn nhá. Mình và bạn gà sẽ đi tìm bắt cua thế nào. Đây, mình sẽ cho con gà nó nằm trên tay này của mình đấy các bạn. Ui, ui các bạn ơi. Wow, bạn gà ơi, mình phát hiện ra ở đây có hai bạn cua liền này các bạn ạ. Đây, một bạn cua màu xanh, một bạn cua màu hồng này các bạn ơi. Wow, một chú gà của mình và bạn gà đã đi tìm thấy được hai con cua các bạn ạ. Wow, một con cua màu hồng này các bạn ơi, to chưa? Hai con cua rồi. Wow, đây là một con cua màu xanh nữa này các bạn ơi. Uầy, bạn cua màu xanh này hung dữ chưa này. Ấy, cắp mình đây các bạn ạ. Wow, đây rồi, ba con bạn cua rồi. Mình cho bạn gà con vào đây để mình tìm xem ở đây còn con gì nữa không các bạn ơi. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ra ơi. Ui, ở cái ruộng này lại có một con gì to trên này này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, các bạn có biết đây là con gì không? Ui, một bạn ếch này các bạn ơi. Một bạn ếch đồng này này các bạn ạ. To chưa này. Wow, đẹp thế các bạn ạ. Ui, nó nằm đây nó phơi nắng này các bạn ơi. Ô, mình này. Ui, cho bạn ếch bạn nhảy mình. Mình phát hiện ra ở đây lại có một con cua màu trắng này các bạn ơi. Wow, một bạn cua nữa này. Ui, ở đây nhiều cua đấy. Ui, ở đây nữa này các bạn. Wow, một con ếch hai con cua liền các bạn ơi. Nhiều cua chưa này. Wow, một bạn ếch đồng này to chưa. Ui, rất là hiền luôn các bạn ạ. Mình vuốt ve được này. Ui, nhảy nhanh chưa này. Ui, nhảy rất là nhanh luôn các bạn ạ. Wow, ui, thử xem con ếch này nó dẫn mình đi đâu nào. Wow, bạn ếch bạn nhảy đi. Ui, hay thế các bạn ạ. Gặp một bạn ếch đồng rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Ui, mình vuốt ve được này. Ui, đáng yêu chưa. Wow, khả năng mình bắt bạn ếch này mình mang về mình nuôi nhá các bạn nhá. Wow, để mình sẽ đi lấy cái hộp của mình đã các bạn ạ. Đây rồi, mình đi lấy cái hộp này. Mình bắt bạn ếch thì mình mang về nhà mình nuôi các bạn ơi. Wow, một bạn ếch rất là đáng yêu luôn các bạn ạ. Wow, mình sẽ vồ bạn ếch này nhá các bạn nhá. Wow, mình vồ ở đây rồi các bạn ơi. Ui, bạn ấy làm y này cho mình bắt này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa, rất là to luôn các bạn ạ. Đấy, mình cho vào cái âu này để mình nuôi nhá các bạn nhá. Đấy, lắc vào không nó nhảy mất. Cho vào đây các bạn ạ. Wow, bây giờ mình lại đi tìm bắt các con vật tiếp thôi các bạn ơi. Đi săn cua tiếp thôi các bạn ạ, để mang về nhà mình nuôi. Bạn dê của nhà mình như này đang ăn cỏ ở đây này các bạn ạ. Đấy nhá, bạn dê của mình đấy các bạn ạ. Ôi, dê kệ bạn ấy, bạn đi ăn cỏ đây, mình sẽ đi bắt cua tiếp nhá. Nào, đi tìm xem nào. Các bạn ơi, mình bị lém mất một bạn gà con của mình đâu rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gọi bạn gà con xem bạn ấy ở đâu nhá các bạn nhá. Ô, không biết bạn kêu ở đâu các bạn ạ, mình thử đi tìm xem nào. Đây rồi, mình tìm thấy bạn gà con của mình đây rồi các bạn ơi. Đấy, hóa ra là bạn ấy ẩn ở đây các bạn ơi. Wow, mình cho lên tay này các bạn ơi. Đẹp chưa.
Đấy này các bạn ơi, bạn gái con của mình thân thiện chưa này? Wow, mình rất là đẹp luôn các bạn ạ. Oh, mình lại thả bạn ở đây chơi nhá. Đấy, bạn gái con rất là đáng yêu luôn các bạn. Ui, mình lại phát hiện ra. Ui, ở gần bạn gái con của mình lại còn thấy một con cua màu kem nữa này các bạn ơi. Ui, đẹp chưa này? Wow, bắt thôi. Giải cứu bạn cua này, mang về nhà nuôi các bạn ạ. Ui, nhiều cua thế các bạn ạ. Cho cái rác này ra các bạn ơi. Nào, mình lại đi tìm xem. Ui, đây nữa này các bạn ạ. Ui, nhiều cua chưa này các bạn ơi. Wow, lại một bạn cua màu cam nữa các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Ui, nhiều cua chưa này. Wow, đây lại một con nữa này các bạn ơi. Ui, hôm nay gặp rất nhiều cua màu đẹp luôn các bạn ạ. Ui, bạn này ẩn ở cái chỗ này hơi khó bắt các bạn ạ. Đấy rồi, ấy bạn đừng vì cắp mình này các bạn ạ. Bắt cua phải cẩn thận, bạn nó cắp đau lắm các bạn ạ. Wow, bây giờ mình phát hiện ra ở đây có một cái vườn rau này, rất là tốt luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào cái vườn rau này mình tìm xem có cua không các bạn nhá. Đi vào bới cái vườn rau ở đây tiếp thôi các bạn ơi, xem còn con cua nào không các bạn. Ui, ui, đây này các bạn ơi. Đây rồi. Wow, mình phát hiện ra ở đây lại có một bạn cua xanh ở đây các bạn ạ. Ui, đẹp thế các bạn ơi. Bạn cua xanh này rất là to và đẹp luôn các bạn ạ. Khả năng ở đây lại có đấy các bạn. Ui, đây nữa. Ui, kia. Mình phát hiện ra đấy có một bạn cua màu cam các bạn ạ. Đang bò ở đây này. Wow, đẹp chưa? Vườn rau này lại nhiều cua rồi các bạn ạ. Tìm kỹ xem còn không. Wow. Ui, đây nữa này các bạn ơi, một bạn màu xanh lá cây. Ui, bạn ẩn ở dưới gốc cây su hào này này. Đây này các bạn ơi. Wow, để mình nôi ra xem nào. Ui, to quá các bạn ạ. Đây rồi. Lại một con cua màu xanh lá cây nữa các bạn ơi. Ui, toàn cua to mà đẹp luôn các bạn ạ. Không biết còn không nhỉ? Thử tìm xem nào. Còn không? Ui, đây nữa này các bạn ơi. Đây, mình lại tìm thấy đây một con cua màu cam nữa đây này. Wow, đẹp quá luôn các bạn ạ. Ui, thích chưa? Buổi sáng hôm nay đi chăn dê mà bắt được nhiều cua mới cả. À, một bạn gà nữa này các bạn ạ. Wow. Ui, tìm kiếm xem là còn không nào. Ồ, hình như là hết rồi các bạn ơi. Đây, mình sẽ đi tìm bạn gà của mình nhá. Ui, mình sẽ ra khỏi cái vườn rau này. Ây, các bạn ơi. Ây, mình sẽ đi tìm một bạn gà con của mình nào. Mình sẽ mang cua mấy cả bạn gà của mình về đây các bạn. Ui, đây rồi. Wow, tìm thấy bạn gà của mình đấy rồi các bạn ơi. Đây này, hôm nay mình bắt được một. Ui, gà này, cua này, nhiều chưa này. Wow, bây giờ mình sẽ mang cua và gà về nhà nuôi đây các bạn ơi. Thôi, mình xin chào các bạn nhá.